Sự bùng nổ về du lịch trong vài năm qua đã giúp bù đắp cho các ngành công nghiệp còn non yếu khác của Cuba. Tuy nhiên, tháng trước, chính phủ Mỹ đã thông báo nhiều biện pháp siết chặt trừng phạt Cuba, chủ yếu trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, chính phủ Mỹ cấm việc tổ chức du lịch nhóm học tập, du lịch bằng tàu biển và du thuyền cá nhân từ nước này đến Cuba. Lệnh cấm này nhắm vào những phương tiện phổ biến mà du khách Mỹ và người Mỹ gốc Cuba vẫn sử dụng để đến nước láng giềng Caribe. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến những dịch vụ bổ trợ của nước này, trong đó có dịch vụ taxi và xe ngựa du lịch. Có một vài lái xe đã bỏ việc bởi thu nhập quá thấp. Nhiều khi chúng tôi không có khách hoặc chỉ đi được 1-2 chuyến một ngày. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc này bởi chúng tôi nghĩ rằng vào một thời điểm nào đó, tình hình sẽ được cải thiện. Chúng tôi đang trải qua một thời điểm rất khó khăn, có rất ít xe ngựa, xe buýt hay xe du lịch trên đường. Thực tế là các tàu du lịch không còn vào đảo nữa nên chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Bộ Du lịch Cuba ước tính có khoảng 4,3 triệu lượt du khách sẽ đến Cuba trong năm nay, giảm so với mục tiêu 5 triệu lượt người, đồng thời thấp hơn con số 4,7 triệu lượt khách du lịch trong năm ngoái.